chúng tôi xin được đồng nhiệt chào đón tất cả quý vị đã cùng đến với lễ hội âm nhạc Kiyosaki Hải Phòng Việt Nam năm 2019 ngày hôm nay. Vâng, thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngay sau đây cho phép chúng tôi được bắt đầu chương trình. Và ngay sau đây xin được hân hạnh giới thiệu tới quý vị sự hiện diện của quý vị đại biểu, quý vị khách quý tham dự chương trình. Và trước tiên về phía công đoàn khu kinh tế Hải Phòng xin được trân trọng giới thiệu và đồng nhiệt chào đón bà Phạm Thị Hằng, chủ tịch công đoàn khu kinh tế Hải Phòng. Về phía công ty trách nhiệm hữu hạn Kiyosaki Hải Phòng Việt Nam xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Mr. Ishikami Akira, tổng giám đốc công ty. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Mr. Tonoka Hideya, trưởng công ty. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Mr. Satoshi Ando, trưởng phòng kỹ thuật sản xuất. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Mr. Hikida Yoshiya, trưởng phòng QA. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Mr. Nishimura Ryoji, trưởng phòng chuẩn bị sản xuất. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Mr. Maeda Tomo Yuki, trưởng phòng giá thành. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Mr. Sakagichi AEC, trưởng phòng sản xuất. Tiếp theo, chúng ta hân hạnh được giới thiệu với sự hiện diện của Mr. Fujimura Takashi, trưởng phòng hành chính kế toán. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Mr. Yamamoto Koki, trưởng phòng kiểm soát sản xuất. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Mr. Hirata Tomohiro, trưởng phòng thiết kế sản xuất. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Mr. Fujino Tachi Toshi, trợ lý phòng kỹ thuật sản xuất. Thưa quý vị thân mến, và tiếp theo về phía các quản lý của công ty, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với sự hiện diện của Mr. Vũ Văn Đúng, phòng sản xuất Ato, Mr. Nguyễn Thế Hoạt, phòng kiểm soát sản xuất, Mr. Lê Văn Nguyên, phòng kỹ thuật sản xuất, Miss Nguyễn Thị Diễm Thành, phòng hành chính, Mr. Linh Xuân Hương, phòng Tây Quy Mờ, Mr. Phạm Minh Tuấn, phòng Hồ Sen, Mr. Nguyễn Văn Huy, phòng chuẩn bị sản xuất, Mr. Nguyễn Xuân Giang, phòng NYS, Mr. Chu Đức Mỹ, phòng QA, Miss Phạm Thị Thành, phòng thiết kế, và Mr. Lưu Quang Giang, phòng sản xuất. Mai một tráng bóng tay thật lớn để nhận được chào đón các quản lý của công ty. Và tiếp theo, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu với sự hiện diện của quý vị đại biểu quý đến từ công đoàn cơ sở cho công đoàn khu kinh tế Hải Phòng. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các đại diện đại biểu đến từ công đoàn của công ty Toshida Gosei, Pioneer, Resina, Kyocera, Hilux, Hansung, Fuji Xerox, Fuji Cura, Jose Robotech, Eva, Bluecom, Chrysler, Bridgestone. Xin được trân trọng giới thiệu đại biểu đến từ công đoàn chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Kiyosaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình và Quảng Ninh. Ishikami, tổng giám đốc công ty. Kính thưa ông Tonoka, xưởng trưởng công ty. Kính thưa bà Phạm Thị Hằng, chủ tịch công đoàn khu kinh tế Hải Phòng. Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể các bạn công nhân viên Kiyosaki Hải Phòng Việt Nam. Hôm nay, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Kiyosaki Hải Phòng Việt Nam tổ chức sự kiện với những hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và Ngày Công đoàn Kiyosaki Hải Phòng Việt Nam. Chương trình lễ hội âm nhạc Kiyosaki Hải Phòng Việt Nam 2019 là dịp để các bạn công nhân viên công ty thể hiện tài năng văn nghệ, các bạn
dịp xem phần biểu diễn của ca sĩ nổi tiếng hiện nay là thần tượng của giới nhạc, ca sĩ Robin Hoàng Sơn. Ban tổ chức chúng tôi mong muốn các bạn công nhân sẽ có những giờ phút vui chơi, sôi động và thật vui vẻ. Phần bốc thăm may mắn có rất nhiều giải thưởng với trị giá phần quà lên tới 12 triệu đồng đang chờ đón các bạn. Xin gửi lời chúc may mắn lên tất cả các bạn. Chúc các quý vị và các bạn có một buổi sáng vui vẻ. Tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình Lễ hội âm nhạc Izaki Hải Phòng Việt Nam 2019. Chương trình này xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Đào Xuân Thư đã thay mặt cho công đoàn công ty phát biểu khai mạc. Thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngay sau đây đến từ chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Izaki Hải Phòng Việt Nam, Mr. Ishigami Akira sẽ trở về sân khấu để phát biểu chào mừng. Xin trân trọng kính mời. そう言われていますけれども、私もベトナムに来て本当にその通りだと思っています。
và tôi rất biết người phụ nữ Việt Nam có những chữ rất là tốt đẹp, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Và sau khi tôi đến Việt Nam thì tôi hoàn toàn đồng tình với điều này. Mata, 女性の日は男性から奥さんや恋人、母親など身近な女性にプレゼントする風習があるとのことですので、皆さんも今日は、たくさんこれからプレゼントをもらうんじゃないかと思います。thêm nữa vào những ngày như thế này, Việt Nam sẽ có phong tục để những người đàn ông sẽ tặng những món quà ý nghĩa cho những người phụ nữ yêu thương thân cận của mình như người yêu, vợ, mẹ. Vậy tôi nghĩ hôm nay các bạn chắc chắn sẽ nhận được hoa hoặc một món quà gì đó. え、今日は歌や踊りが、披露されるということで、とても楽しみにしています。まあ、先週、工場を回っている時に、何度か皆さんが食堂で一生懸命練習する方を見てました。だからなおさら楽しみです。Hôm nay tôi được biết có rất nhiều tiết mục ca hát và nhảy múa từ chính các bạn công nhân viên của công ty cũng như từ ca sĩ khách mời. Nên hiện tại tôi rất háo hức và vui mừng chờ đón. Tuần trước tôi cũng đã nhìn thấy các bạn chăm chỉ luyện tập tại nhà ăn trong công ty, và hôm nay tôi rất đang chờ đón niềm vui các bạn đang đến dự sự kiện ngày hôm nay. ここにおられる皆さん、そして皆さんの家族の健康をお祈りして、私の挨拶させています。本日は、誠におめでとうございます。新カモン。Cuối cùng, tôi xin chúc cho AMB của chúng ta ngày càng phát triển. Chúc tất cả quý vị và các bạn có mặt ngày hôm nay, cũng như gia đình có thật nhiều sức khỏe. Lời chào hỏi của tôi được dừng kết thúc tại đây. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn. Thank you.